Rồi qua kiển Phước Dinh giới thiệu tới với anh chị một cây mai tàn nha quý vị. Cây này cây phôi cắt phôi rồi. Trên cành nó cũng đều đều nè. Cây này một cốt trực lắc nha quý vị. Trực trong cái lắc đâu. Nó có mấy cái eo luôn, hai eo nữa không? Cái nồi đế nó là 60 quý anh chị. Cứ gút và đo cái vành này 40. Vành nó 40 quý vị. Đây. Rồi lên trên cao chút nữa khoảng 2 tấc thì nó 30 34. Nó từ cái đế lên 49 là nó đóng trên cành đó quý vị. Chiều cao là từ đây là 1,5 m nè quý vị. 2,5 m. Lên trên kia là khoảng 1 m nữa đó. Là cái này cao 2,5 m quý vị. Đế nó nè quý vị. Đế đặt luôn. Đều hết luôn quý vị. Né cái đầu của chân cành. Đế hình như là hướng nào cũng có đế. Cái gọng chìm này nó cũng to lắm nè quý vị. Đây này cái cốt cành nó cũng lớn lắm quý vị. Cốt cành nó cũng phải 13-14 cm. Một cốt mà chân cành nó phân bố cũng khá đều quý vị. Chị nào xem được clip này muốn giao lưu cây phôi này thì liên hệ chỗ qua kiểm Phước Dinh đó quý anh chị. Cái cây này giao lưu tại chỗ là giá 4,5 triệu quý anh chị. Rồi mình xin tạm dừng clip tại đây ạ.